Có thời gian cho N3 một xí Các bạn, N3 đã chờ mình rất là lâu rồi Mình cũng không biết là mình có làm lên trò trống gì của N3 không Nhưng mà mình sẽ cố gắng hết mình ừ. Rồi, hello các bạn, không để các bạn chờ lâu Thì hôm nay chúng ta sẽ thử đi vào N3 coi như thế nào nhé N3 hôm nay mình sẽ chủ yếu làm về cái gì Đó là đục lỗ này Rồi xong rồi nghe này Thì chúng ta xem thử coi nó có cái gì hay ho không ha Đầu tiên về phần đục lỗ Bài này có 4 câu à Rồi chúng ta thấy là có vẻ như bài này là thấy được nha Bài bài N3 đục lỗ này là thấy được nha Tại vì thấy là có câu liên kết từ nè Và có câu làm chủ ngữ này Đấy Có vẻ như là lấy được 50% nha Có khả năng Có khả năng Vô phan từ từ các bạn thấy đó, rõ không ta 先週、友達の車でドライブに行ったとき、私は初めて日本のガソリンスタンドに行きました。ガソリンスタンドで友達が車を止めると、店員が車の窓,窓のそばまで行きました。友達は窓を開けて、 để ở Rồi, ở đây á thì do câu 19 là nó nằm ở đây thì cho nên là chúng ta chỉ cần là đọc sơ sơ qua cái phần ở trên này thôi. Nghĩa là nói chung là gasoline stand đồ là cái chạm đổ xăng dầu. Thì chúng ta đoán sơ sơ như vậy, à, Chạm đổ xăng dầu gasoline stand đồ. Rồi sau đó làm sao? Um, đi tới dừng lại có sửa xe gì đấy, đấy thì mình cứ Nhưng mà quan trọng, quan trọng là cái chỗ này thôi. Quan trọng là cái chỗ này chúng ta làm là được rồi. Watashi wa jibun de mise Chỗ này là thể phủ định rồi đúng không các bạn? Thể phủ định thì ở đây nãy mình nhìn sơ qua thì nó có cái gì? các bạn nhìn xem coi câu 19 này câu này làm được nè quá mố đakishka đấy đúng rồi đúng rồi còn gì nữa câu này câu cho điểm rồi đấy đục lỗ chưa bao giờ dễ đến <laughs> đến như bây giờ nãy giờ chưa thèm dịch gì trên luôn vẫn làm được trời ơi cho điểm à rồi các bạn đọc tiếp này nó là trong có thể vô định nói giờ tôi chỉ biết được đó là đó giờ tôi qua nhật tôi chỉ biết được đó là cái tại cái chạm đổ xăng mà phải tự mình á tự mình phải làm ấy còn này là bạn mình ghé vô có nhân viên phục vụ bởi vì thế khi mà tôi thấy được cái cảnh tượng đó đó là lý do tại sao mà bạn của tôi không có đi ra khỏi xe tôi thì bạn của tôi khi mà đóng cái cửa xe lại rồi thì bắt đầu là nhân viên bắt đầu là để 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 xăng dầu vô các bạn nhớ nha, các bạn coi lại cái ngữ pháp đó là Cái gì đó, động từ bỏ mát cộng cho hajime mát là gì? Động từ bỏ mát cộng cho hajime mát là bắt đầu cái gì đó ha các bạn Các bạn ôm lại cái ngữ pháp đó giúp mình luôn nha à, Là sau khi mà đóng cái cửa xe hơi lại rồi ấy, Thì bắt đầu là nhân viên đổ xăng vào à, Và tôi odorokimasta Đây là cái từ đặc trưng của n -3 luôn Là tôi rất là ngạc nhiên về cái chuyện đó Tại sao? Đó giờ đi tự phục vụ không à? Tự mình làm không à? Đúng không? Câu 20 này là một cái câu liên kết từ Thì chúng ta sẽ xem coi như thế nào ha? Betsu no ga kite no kureta À, vậy ở đây nó cần một cái liên kết từ Thì bạn nào xem cái livestream của mình các bạn còn nhớ không? Khi chúng ta làm liên kết từ nó thường có hai nhóm chính Một cái nhóm là nó xuôi theo cái dòng nước chảy thì nó sẽ có là số city ue còn nếu mà cái nhóm mà nó phản lại có nghĩa là câu trước và câu sau chổi nhau ấy thì nó sẽ là có shikashi demo tokoro mình đã có nói ở những livestream trước rồi đúng không các bạn đấy thì cái này các bạn xem này ở phía trước ấy, người ta nói là cái việc đó là đổ xăng đúng không nhân viên đổ xăng cho rồi phía sau là cũng có nhân viên đi tới lau kiến được các kiểu thì như vậy nó có chổi nhau không cảm thấy là không có chổi nhau rồi Không có chọn nhau rồi thì chọn nhóm gì các bạn ơi Đâu rồi đúng rồi đây không đấy đây đục lỗ nó không là một cái vấn đề gì to tát với mình cả đúng không các bạn đấy các bạn nghe mình giảng ở những cái trước thì các bạn thấy là coi như đục lỗ này chúng ta đã lấy được 50% phần trăm số điểm rồi còn gì thì bây giờ sẽ giảng lại cho các bạn nghe nhé những cái như là tha này tokoroga này hoặc là shikashi này ấy hoặc là cái gì nhỉ demo nó là cùng một nhóm nói chung là cùng một nhóm phản diện đấy câu trước câu sau á là nó sẽ là nó nó sẽ là phản diện ha các bạn à, à, là nó nó không có hợp với nhau à, thì nếu mà cái đọc cái mùi mùi mà nó dạng ở trên dưới chỗ nhau thì các bạn sẽ chọn những cái từ này các à, hiểu không xong rồi tới cái các bạn đọc này những cái mà nó theo mà nó xuôi dòng nước mà nó không có bị chổi hoặc cái gì á thì nó là cái gì số city soreni <laughs> sono mà ta à, đó đó là những cái mà nó xuôi theo dòng nước là cô ba ta tối về bà thì nó phải đưa ra ví dụ ví dụ như là tôi rất là thích ăn nhiều món ăn nhật ví dụ như là sushi tempura cái đó là ví dụ rồi là ta tối về bà là ví dụ ha rồi nó còn thêm một cái nhóm nữa các bạn đó là đa cà bởi vì vậy thể hiện cái sự nguyên nhân và kết quả hoặc là nano đế vì thế mà cái gì đó discada gì đó là thể hiện cái nguyên nhân kết quả. Thì xe nói với các bạn, các bạn đi thi làm đục lỗ á, ráng lấy cho bằng được cái câu mà liên kết từ này. Những cái câu khác thì xe không biết nha, tại vì là mỗi năm nó sẽ mỗi cho khác. Ví dụ như câu 19, câu 21 và câu 22 thì mỗi năm người ta sẽ mỗi cho khác cho nên là xe không chắc được các bạn sẽ gặp nó. Nhưng mà khi mà các bạn đi thi các bạn chắc ăn sẽ gặp một câu liên kết từ như là câu 20 Thì nó sẽ thuộc hầu như là 80-90% nó sẽ thuộc vào trong cái nhóm câu 3 và nhóm câu 4 Cho nên nếu những cái câu mà liên kết từ Đấy, thì đó là các bạn nhớ nha à, Các bạn nhớ ráng lấy câu đó giúp C ha à, Công sức C à, nói quá trời nổi luôn đó còn về câu 21, câu 22 này thì à, hệ tâm linh nha. <laughs> 4 hết hoặc là ba hết đi ừ. Rồi do câu 21 nó nằm ở phía dưới đây Cho nên là mình không dịch câu này luôn ha Cho đỡ tốn thời gian Tomodachi <laughs> ni yoru to Nihon no gasoline stand ni wa Kyaku ga Jibun de gasoline ireru koto to Tengin ga ireru koto ga arimasu Ryokin wa sonna ni kawaranai so da À, kawaranai soda. Chúng ta có thể thông thường cộng cho soda thì đó là nghĩa là gì các bạn nhỉ? à, là nghe nói đúng không chắc của n4 mà chúng ta lên làm của n3 thì thật sự là nó cũng rất là dễ đúng không các bạn Rồi theo như bạn của tôi á, thì ở những cái trạm đổ xăng của nhật thì sao đấy thì cái có cái nơi mà khách sẽ tự mình đổ và có những nơi á là, là sẽ có nhân viên phục vụ và nghe nói là cái số tiền á, thì nó cũng không có không có thay đổi nhiều tới như vậy Watashi tachi ga toi thì Gasoline stand de wa Gasoline o ireta kuruma ga doro ni deru toki Tenin thì... ga sayu o mite kuruma ga konai ka kakunin shite mi um, Toi thì Chắc là tại cái trạm xăng mà của chúng tôi đã đổ rồi á à, Đã đi rồi, đã đổ rồi Thì á là khi mà chúng tôi đi ra ngoài đường lớn đó, thì có người sẽ trông xe cho chúng tôi uh, trong trông coi có xe nào tới đâu không có kiểu không câu 21 thì chắc chắc là có cái nào mà cái chỗ mà chúng tôi đã đi rồi đã đổ rồi á thì nó sẽ là câu mấy nha xe chưa coi đáp án nữa mà xe đã biết được đó là nó thuộc cái dạng nào rồi xe bảo thả tim bay xe sẽ thích cảm ơn em nhé ôi hai ngàn mấy tim đúng rồi hello tất cả mọi người nhá đúng rồi nó là câu câu một ha ít cái nơi mà đúng không cái tiệm mà tôi đã đi đúng không cái tiệm mà chúng tôi đã đi thì thì nó là như vậy đấy à, ロイ、テコハイミハイ。バイネイヤーマよい、ちょでもかんガソリンを入れたり、窓を拭いたり、見送りを知ったり、知ってもらって、私はそのガソリンスタンドがお客さん、客がガソリン、車を大切にしていると感じました。今夜は、 vừa đổ xăng cho này vừa lao kiến cửa sổ này vừa tiễn đi nữa này đấy thì đối với tôi thì tôi cảm giác đó là đối với những cái tiệm xe mà có nhân viên phục vụ như vậy á thì nó rất là tôn trọng khách hàng và cái xe của họ và tôi rất là như thế nào chắc là có hào cảm rồi đó tôi rất là thích nó rồi đó tôi rất là thích cái nơi mà có cái um, có người phục vụ ấy và tôi nghĩ là tôi sẽ muốn đi nó lại một lần nữa rồi câu 22 là câu mấy nha các bạn nha <laughs> Đúng rồi. Ý sao bị sự đã tố ông tôi nghĩ đây là một trong những cái dịch vụ nó nó rất là tốt đúng không các bạn thì các bạn có cái từ service đó là dịch vụ nhưng mà các bạn ơi ngoài ra đó service ngoài cái nghĩa là dịch vụ ra đó nha trong câu này ra đó thì nó còn các bạn còn biết thêm cái từ service nó còn có nghĩa là gì không ai còn biết thêm cái từ mà service nó có nghĩa thêm gì nữa không chúng ta học thì chúng ta sẵn rồi chúng ta ôn luôn nè à, Đấy. Rồi trong trước lúc mà các bạn biết được cái là service nó có nghĩa là gì. À, các bạn các bạn không bình luận thì chắc là các bạn cảm thấy đó là Tra thử coi, tra thử coi nha, tra thử coi 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 service nó có những nghĩa gì nha. Không, một thứ nhất đó là cái uh, nghĩa dịch vụ còn nghĩa gì nữa không dịch vụ đồ khuyến mãi sự cho thêm hàng thêm vào hàng đã mua rồi phục vụ Rồi còn gì nữa không đây còn thêm 24 cái góp ý nữa dịch vụ nè khuyến mãi này phục vụ dành tham cho gia đình cú đánh bóng ôi trời ơi Thế là nó cái từ service nó có cả bốn nghĩa cơ Có nghĩa là như thế này Các bạn dùng cái từ free miễn phí là đúng rồi đó Mình thì chỉ biết đó là à, service nó có nghĩa là cái dịch vụ Ví dụ như hồi nãy các bạn đi đổ xăng Thì người ta có dịch vụ là lao cái cửa kiến này Hoặc là người ta sẽ xem khi mà các bạn đi ra đường lớn đó, là có dễ ra hơn Người ta sẽ chặn xe lại cho các bạn Ngoài đó ra, ngoài cái dịch vụ đó ra thì các bạn còn biết thêm cái nghĩa free, đó là khuyến mãi. Thì ví dụ như người ta nói cứ lấy đi, đây là service để tôi cho free đó, Ê, ngoài ra còn thêm á là phục vụ đồ này nọ nữa ha. ôi ui 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 đấy còn thêm nhiều nghĩa ghê nhở đấy thì uh, ngoài cái dịch vụ đó ra thì chúng ta có thể là học thêm một xí nữa ngoài ra thì các bạn ôn một xí cho mình về cái ngữ pháp đó là suddusmordides đó là dự định làm cái gì ở N4 đúng không các bạn Shio Toshita là cũng có một cái ý định gì đó ha ừ và hồi nãy á không biết là các bạn sử dụng cái từ điển nào nhỉ mình thường hay sử dụng từ điển đó là Magi ấy chắc là từ điển quốc dân rồi còn gì nhỉ <laughs> rồi thì ngoài ra đó là các bạn nếu mà như các bạn gặp đục lỗ này quá khó nếu như mà các bạn cảm thấy là đục lỗ này nó quá khó so với các bạn ấy thì những bạn mà xem livestream của mình lâu thì các bạn biết đó là mình khuyên các bạn là nên làm cái gì rồi đúng không? Đó là nói chung là thích cái con số nào chọn hết một cái con số đó là được. Ví dụ mình đi thi thì mình sẽ chọn hết 4. Nếu như mà không biết gì thì mình sẽ chọn hết 4 từ câu 19 cho tới câu 22 mình sẽ chọn hết 4 luôn. Hoặc là từ câu 19 cho tới câu 22 mình sẽ chọn hết là 3. À mình sẽ chọn hết là 3 luôn. Đấy, nhưng mà ví dụ như cái câu mà liên kết từ Ví dụ như câu 20 thì mình sẽ cố gắng làm. Mình sẽ dành thời gian làm cái câu về liên kết từ bởi vì mình đã biết được cái mẹo của nó rồi. À, ví dụ như câu 20 đã là câu 3 rồi thì mình sẽ chọn hết những câu còn lại là câu 4. Nếu như mà mình không biết đọc Đấy, đó là cái cách mà dành cho bạn nào mà đang sợ về đục lỗ đó nha. Ờ à, đó là mẹo ha. Rồi. <laughs> Ok Rồi ok Hôm nay chúng ta sẽ thử uh, mừng N4 coi Ủa lộn 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 N3 coi N3 thì đối với C sẽ nghĩ cái bản chất của nó Nó cũng không có khác gì N4 cả Bởi vì sao Cái thứ tự làm thì nó cũng như vậy thôi Chúng ta đối với cái môn đai 4 này Thì chúng ta sẽ phải làm sao nhỉ Nhìn đó bối cảnh Và các anh này sẽ nói cái gì Thì mình thấy ở đây là có vẻ như là một cái gia đình Đang tiễn cái anh này đi đúng không Hoặc là cái anh này vừa mới tới nhà thì chúng ta sẽ coi coi nó là cái gì nhỉ Chúng ta thử nghe một xí nhé Rồi xong rồi chúng ta sẽ làm đọc hiểu nhé Nếu như có thời gian nhé Rồi eto, Câu này thì ví dụ như mình vừa mới tới nhà Mình trọ lại nhà của bạn mình Thì mình sẽ nói đó là ujamashimas nha các bạn Nếu các bạn là một cái bạn thanh niên nam này Còn nếu mà các bạn sao nhỉ Các bạn trọ lại rồi và các bạn đi Thì các bạn sẽ nói gì nhỉ Cảm ơn anh đã giúp đỡ, cảm ơn đã cho tôi tá túc à. Thì mình sẽ nói, mình không có nói là Arigato nữa, mình đã lên N3 rồi thì mình sẽ nói là gì nhỉ? Osewa ni narimashita. Hay sao nhỉ? À. Rồi, vậy mình thử nghe thử nhé Nouchi <laughs> ni tomete moraimashita. Kaeru toki, tomodachi no ryoshin ni aisatsu shimasu. Tomodachi no ryoshin ni 1ン <music> の中から 1>, 1番休みの間、友達の家に泊めてもらいました。帰るとき、友達の両親に挨拶します。何と言いますか ?1。1> 帰るときに両親に挨拶します。何と言いますか ああ、ah, 帰る時きに両親に挨拶します。何と言いますかじゃあ、何時に、これは、やめ、ごめん、ごめん、ごめん。ならい。お、oh, oh, oh, no. お世話になりました。おい、oh.。二、お邪魔します。三、気をつけて帰ってください。 Rồi câu nào đúng không? xe nào đón như thần. Câu mà cái dạng mà đứng trước cái cửa này nó chỉ có hai dạng thôi. Một là cháu xin phép cháu vào nhà. Hai là cháu đi về thì cháu giờ là ô <laughs> xe Rồi câu này là đáp án là câu một ha. Ok, chúng ta coi tiếp coi câu 2 Câu 2 này các bạn thấy là nó sẽ làm sao nha các bạn Có vẻ như là cái chị này muốn Sang cái bàn bên kia ngồi hả ta Cái bàn bên kia trống rồi á Tôi đi lại lần kia có được hay không Em Nói nghe là thử nghe trước đi Thử nghe trước đi chứ xe đó một hồi các bạn かわれるかどうかき番カフェで窓側の席が空きました席を買われるかどうか聞きたいです店員に何と言いますか あの席に変わってもらえますかに窓側の席に座らないといけませんかあっちの席に移れますかごん Cái này có vẻ như là câu 1 và câu 3 thì nó sẽ hơi gây cấn nha. Hồi nãy mình có nghe một cái từ đó là gì nhỉ? Achira no seki ni utsuremasu ka? Utsuremasu ka? Là utsuru nha. Utsuru thì nó sẽ có nghĩa là gì ta? Achira no seki ni utsuremasu ka? Utsuru không phải từ này Chuyển sang Di chuyển Lây nhiễm Tôi có thể di chuyển sang cái ghế bên kia được không? Nhưng mà như thế này Cái này nó là tự động từ cơ Nó là tự động từ Nó không phải là tha động từ Mình không thể hỏi gì được Tự động từ mà Rõ ràng ghi cái thằng Utsudemus này nó là tự động từ Nãy giờ đọc sơ qua mấy cái ví dụ này á, Thì mình thấy nó là tự động từ Có nghĩa là ai đó bị điều chuyển Ví dụ như là từ chi nhánh chính Chuyển sang chi nhánh phụ chẳng hạn nè Ví dụ như ông này nè Ông bị chuyển từ trụ sở chính sang trụ sở phụ Có nghĩa là ông bị như vậy Tự động từ

Kichitai desu. Tê-in-ni, to i Có nghĩa là anh có thể đổi cho em sang cái ghế kia được hay không? Te morai ka Anh có thể đổi cho em sang cái kia được không? Te morai ka là mình nhờ vả ai đó ha? Câu một thấy ổn. Nii. Madogawa-no-seki-ni suwaranai-to-ike-masen-ka? <laughs> Maru Tôi phải ngồi ở đằng kia à Trời ơi ka <laughs> 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 các bạn ơi, cái từ utsurimasu <laughs> hồi nãy mình tra cho các bạn nó là tự động từ Thì như mình tra này các bạn thấy này, nó là một tự động từ Khi mà một tự động từ các bạn không có thể dùng theo cái thể ý hướng như vậy được Tôi có thể quan vậy thì không á Không dùng theo cái thể ý hướng vậy được ha Cho nên là câu 3 không đúng nha ừ. Câu này câu 1 Câu này theo C nó lại là đáp án 1 nha Câu này nó lại là đáp án 1 nha Tôi có thể đó là Anh có thể đổi cho em sang cái ghế kia được không Hình như ở trên đây người ta có đáp án luôn không các bạn nhỉ Chỗ này người ta có đáp án không nhưng mà cái đáp án này cũng chỉ mang đáp án tham khảo thôi đúng không xe thấy là nhiều ở đây người ta bình luận là bình luận đáp án sai rồi các kiểu ở đây nhiều này đáp án nói chung cũng chỉ mang tính chất tham khảo thôi à rồi cái này thì chúng ta sẽ là cái gì nhỉ các bạn nghe thử nhé 3アイスクリームちょっとくれるいい,えいいアイスクリーム靴の紐を,を結びたいですアイスクリームがあるので結べません友達に何と言いますか1紐結ぼうか 2, 2 これ、持っててもらえる三。アイスクリーム、ちょっとくれる Rồi ok, đáp án của các bạn là đáp án nào nhỉ? Các bạn nhìn rõ ràng ở trong đây là cái dây dày của bạn nữ này đang có vấn đề đúng không? Dây dày của bạn nữ này đang có vấn đề Đấy, ấy thì là bạn nữ này là làm sao? có vẻ như là muốn buộc dây dày bạn nữ mà có hình mũi tên này nè đang muốn buộc dây dày thì bạn nữ nhưng mà bạn nữ ấy đang nằm cầm cây kem mà buộc dây dày á thì chúng lẽ kêu là nhà mi buộc cho ta đi thì chắc không phải vậy rồi đúng không <laughs> nói đó nó là có thể cầm giúp mình cái cây kem này được hay không mình muốn buộc cái dây dày chẳng hạn thì ví dụ như là khi mà chúng ta nhờ vả ai đó thì chúng ta sẽ dùng cái thể gì các bạn nhỉ uhm các bạn các bạn học nghe với mình không phải là học nghe mà là các bạn xem like của mình nhiều ấy thì các bạn đã biết đó là thuộc nằm lòng rồi khi mà chúng ta nhờ vả ai một cái gì đó thì nó sẽ là te sen có đúng không te sen có hoặc là te moraemasen có Đồ chẳng hạn như vậy nhưng mà hai người này là hai người bạn của nhau thì không có ai mà dùng cái lịch sự kinh khủng như vậy hết á. Te kure, te kure chẳng hạn. Hoặc là te morai nai chẳng hạn. Khi mà chúng ta nhờ vả ai một cái gì đó ha mà bạn bè của mình thì chúng ta chỉ nhờ cái này thôi. Ví dụ ice cream a little 持ってくれる 持っ à, chúng ta có động từ là cầm là gì? Mochimas đúng không? Thì nó sẽ là motte kureru. Mình nghĩ là vậy khi mà mình nhìn vào cái tình huống này mình đoán đúng không? Mà cầm hộ dùng cây kem buộc cái dây cái coi nào vậy như vậy. 結びません。友達 Tomodachi <laughs> ni と言い 1. Himo cỏ ka? Himo bô Thì các bạn có là himo là cái cái dây dày đúng không? Musubu có là tôi sẽ tôi sẽ buộc luôn cho đúng không? Musubu có, buộc luôn cho mình đề nghị mình giúp đỡ ai đó. Các bạn đi thi các bạn để ý một số cái thể mà nó cho hoài luôn rồi các bạn. Đôi khi nha, các bạn không để ý các bạn lại bị nhầm lẫn. Mình sẽ ôm lại luôn cho các bạn nhớ. Thẻ muscle có là chúng ta đề nghị chúng ta giúp đỡ ai đó cái gì? Ví dụ như thấy cụ bà cầm nhiều đồ quá, chúng ta đề nghị chúng ta giúp đỡ là cầm bớt đồ cho cụ này, chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta cầm là gì nhỉ? một Mochi muscle có. Rồi, thì nó là Mochimos, Mochi muscle có, đó là thể lịch sự. Nhưng mà bạn bè với nhau thì chúng ta sẽ không có là Mochimos ạ. Mà chúng ta sẽ chia sang thể ý hướng Mô tô cỏ Tết đao cỏ Mư sư bư Mư sư bư là cột dây dày đúng không các bạn Thì nó sẽ là Mư sư bô cỏ à, Chúng ta đề nghị chúng ta giúp đỡ ai đó Cái gì đó Trời bản thân mình mà đang bị tụt cái dây dày Thì làm sao mà mình có thể giúp đỡ ai Mình đâu, đâu có đề nghị giúp đỡ cái gì Thì khi mà các bạn nghe những cái âm gì đó Ô cỏ Là bản thân mình đề nghị làm cái gì đó cho ai đó các bạn nhớ nha bản thân mình đề nghị làm cái gì đó cho ai đó nhé Kore, <laughs> motite morai Rõ ràng, xe đón đúng không? Khi mà chúng ta nhờ vả ai đó cái gì Các bạn sẽ phải nghe Những cái mẫu ngữ pháp đó là Te morai nói, morai rử, kure rứ Là chẳng hạn như vậy à, Đó, ngoài Morai nói thì nó còn đó là morai rứ. À, morai chẳng hạn. Đó, các bạn nhớ khi mà chúng ta muốn nhờ vãi một cái chuyện gì đó thì nó thường ra những cái cấu trúc ngữ pháp như vậy. San. Ice cream, ,ちょっとくれる? Ice cream, <laughs> Các bạn nào các bạn nào chọn câu bao không nhỉ các bạn nào chọn câu bao không nhỉ Đáng yêu thế. Ice cream, chotto くれる? Có nghĩa là cho tao ăn tí kem của mày nhé <laughs> cho cho tao ăn tí kem của mày nhé dạy như vậy chất tục kê đứ không phải ha các bạn uh. cái này mình kêu người ta cầm giùm ấy rồi đó thì c không có giảng cho các bạn nhiều nhưng mà một cái câu c sẽ không làm bài tập với các bạn nhiều nhưng mà một câu c có thể ôm lại cho các bạn là ba cái ngữ pháp luôn rồi đúng không rồi các bạn quan sát hình số 4 đi

Câu này, câu này làm được không? Câu này làm được không? Bình luận hơi yếu nha, bình luận hơi yếu nha. Vậy bây giờ xe sẽ cho nghe lại nhớ, xe sẽ cho nghe lại nhớ. Các bạn quan sát hình. 雨です。課長が傘を持っていません。何と言いますか 1. 傘、お使いになりませんか 2, 2. 傘、貸していただけますか 3. 傘、お預かりしましょうか Rồi, thì trong trường hợp này thì mình thấy là có vẻ như là hồi nãy người ta nói là trời sắp mưa đúng không? Nhưng mà cà chua lại không có mang theo ô, thì mình đề nghị là mình cho người ta mượn ô, mình uh, hoặc là hỏi người ta đó là có dùng ô hay không? Em có cái ô này, đấy là có dùng hay không? Thì đó là mình đấy, đó, đó thì chúng ta sẽ có những cái cấu trúc ngữ pháp gì khi mà chúng ta muốn cho người ta mượn ô? Dozo otsukai kudasai. Này, dùng đi. Các bạn còn nhớ những cái mà kính ngữ không nè? Đây chúng ta có những cái kính ngữ như là ồ, đúng không? À, cộng cho động từ bộ mát này. Rồi, chúng ta cộng cho cái gì nhỉ? Cửa đa sai. Đúng không các bạn? ồ, cộng cho động từ bộ mát, cộng cho cười đa sai. Là nó là cho người ta, mời người ta. À, mời anh hãy dùng đi. Đấy, ô oh, cộng cho động từ ở mát cộng cho cửa đa sai là mời người ta cái gì đó. Rồi, uh, hoặc là hồi nãy cái gì nhỉ? Các bạn có nghe thể đó là te itadakemasen có không? Te itadakemasen có là gì nhỉ? Te itadakemasen có là nó dùng trong trường hợp gì các bạn nhỉ? Tara sen có là mình đó là nhờ vả ai làm cái gì đó giúp mình đúng không? Các bạn mà đang đề nghị mà các bạn đang đề nghị mà thì làm sao mà các bạn đó là đề nghị người khác là giúp đỡ ngược lại mình rồi. Chúng ta đang xin phép cái gì đó thì chúng ta mà là... Tara sen có đúng không các bạn? À, còn uh, câu 3 là gì? Rồi OK chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại ha. Yun 雨です。課長が傘を持っていません。何と言いますか ?1 傘、お使いになりませんか傘、お使いになりませんかと言いたい。かわいげるの。カお使いになりませんか傘、お使いに No, có nếu mà các bạn không đánh được thì các bạn có thể dùng cái chức năng đó là voice nghĩa là giọng của mình các bạn đọc y chang lại như vậy coi coi cái thằng này dịch gì ô oh. bạn có muốn sử dụng chiếc ô không à bạn có muốn sử dụng chiếc ô không thì đó là có nghĩa là câu này là câu kính ngữ đúng không chúng ta có câu này là kính ngữ câu 1 này câu 1 đó là chúng ta có gì nhỉ Ô cộng cho động từ bỏ mất cộng cho ní nà đi mất nó có nghĩa là kính ngữ dùng cho người cấp cao hơn mình nói cái hành động gì đó à, otsukai ní nà đi masen có masen có là chúng ta đang mời mọc chúng ta đang mời gọi ai đó cái gì đó ha? Ô oh, cộng cho ní mất à, mời gọi ai đó làm cái gì đó thì câu này nó là đáp án 1 rồi còn gì? Ní. Casa, casa, mình đang mình đang nhờ vả ai đó cái gì rồi câu này không phải rồi. Sun. Casa, oazukari ka? Kasa o azukari shimashou có, Mashou hồi nãy xe mới nói là chúng ta sẽ chủ động giúp đỡ ai cái gì đó. Azukari. Azukari thì các bạn có biết là gì không? Giữ ô. Để tôi giữ ô cho sếp nhé. Sếp đang không có ô mà còn giữ ô nữa. À mà còn giữ ô nữa là thầy tiếu rồi hả Câu này là câu câu 1 ha các bạn. Rồi thì ở nào 3 các bạn nhớ nha Các bạn nhớ đó là Phải uh, Phải ôm lại kính ngữ một xí ừ, Ở N3 thì các bạn có thể Phải ôm lại kính ngữ một xí ha. rồi ok trước khi mà vào nghe đấy thì mình thấy là nó có một cái nếu mà các bạn bạn nào mà mới qua nhật hoặc là không biết khi mà không biết một cái từ vựng đồ đó như thế nào đấy thì các bạn có thể tham khảo một cái từ điển các bạn có thể tải app về một cái từ điển tên là ma gì như thế này ví dụ như các bạn nghe các bạn có thể là đọc lại bấm vào cái phần này bấm vào cái phần mà nó có một cái mic như thế này Đấy, bấm vào một cái phần mà có nó có có mic như thế này ha. Các bạn đọc lại y chang đó, hoặc là có một cái chữ kanji nào đó các bạn không hiểu được. Các bạn không đọc được. Ví dụ từ này tôi không biết đọc. Ví dụ như là từ này tôi không biết đọc thì mình sẽ làm sao nhỉ? Vẽ thử thôi nha, vẽ thử coi nó ra không nha. <laughs> rồi máy của mình nó bị cái gì rồi nói chung là vẽ lên đây cũng được luôn à, mà hiện tại máy của mình nó đang bị đơ rồi rồi các bạn có thể dùng cái tính năng đó là vẽ lên đây rồi nó sẽ cho các bạn hiển thị chọn ra nữa ừ, tại vì biết sao máy của mình bị đơ không? do mình vừa like ấy và vừa làm cái này nó nó chạy không nổi à, nó chạy không nổi rồi mình thấy cái nó hay nữa là các bạn có thể dùng là thi thử ha đặc biệt là cái phần thi thử bây giờ đang được rất là ưa chuộng trong cái phần từ điển này trong cái phần từ điển này thì các bạn có thể đó là dùng cái tính năng thi thử không biết là bạn nào ở trong đây đã có dùng hết cái tính năng thi thử này chưa nhỉ từ n5 cho tới n1 luôn á cái thi thử nào cũng có hết dùng để luyện đề ha n3 của chúng ta cũng có ha Bài 1, bài 2, bài 3 cho thi hoàn toàn free ha, miễn phí các bạn có thể thử Vô điện thoại dùng vẽ tay nhanh Ồ, oh, N4, N5 rồi đúng không? Em đã làm full tới N3 rồi Ồ oh. à, oh, em đang luyện đề này luôn à Ok Đỗ Cường bị khóa, em có biết là bị khóa là do tại sao không? <laughs> từ từ cái bài số 4 này nè, cho tới bài 25 này. Từ bài số 4 cho tới bài 25 này thì em phải nâng cấp lên tài khoản. Nâng cấp lên cái tài khoản premium ấy. Cái app nó có tên là Magi. Cái app nó có tên là Magi ha. Và các bạn khi mà muốn nâng cấp lên tài khoản premium Các bạn muốn nâng cấp lên tài khoản premium là tài khoản khoản VIP Vĩnh viễn á Thì các bạn đủ cường có thể tham khảo đó là Nếu mà em nhập vô cái mã NT50 này Nếu mà em nhập vô cái mã NT50 này Thì có thể em sẽ được chắc ăn luôn chứ không phải có thể nữa. Em sẽ được giảm 50% á khi mà nâng cấp Khi mà nâng cấp lên để có thể mà giải đề tiếp những cái phần về sau, ừ, chắc ăn em sẽ được giảm 50% luôn cái cái gói mà khi mà nâng cấp lên vĩnh viễn. Nhớ lại NT50 nhé. À, thì hiện tại đó là cái chương trình mà giải đề đi thi thử trên đó nó đang rất là hot á và chỉ trong cái thời gian này thôi và chỉ trong cái thời gian này đó là từ từ ngày hôm nay cho tới ngày 31 tây tháng 1 áp dụng cái mã này từ ngày hôm nay cho tới 31 tây tháng 1 không Nếu mà các bạn có cảm thấy đó là muốn 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 có muốn hời đó, muốn luyện bây giờ đó, thì có thể tham khảo cái này Cảm ơn các bạn rất nhiều À, ở Việt Nam ở Việt Nam hình như hơn 800k nếu không có mã hình như là ở Việt Nam hay ở Nhật gì cũng vậy cái mã đó áp dụng cho cả hai hết các bạn ừ, ở Việt Nam cũng vậy ở Nhật cũng vậy có giải thích đáp án chưa? bây giờ mà xem ví dụ nhớ xem ví dụ thi thử bài test nhớ trọng đại nhớ sau khi mà các bạn làm xong ấy cho các bạn làm bài test xong như thế này đúng không? Các bạn làm bài test xong như thế này đúng không? Rồi các bạn bấm vô chữ nộp bài Xong rồi các bạn Bấm vô chữ đó là show answer Show answer có nghĩa là Chiếu kết quả ra Chiếu kết quả ra thì các bạn sẽ thấy đó là Ví dụ nhé, câu 1 này câu 1 này thì người ta có cái phần đó là giải thích cho các bạn ở phía bên dưới ừ giải thích ví dụ như là hoa cai chẳng hạn ừ. hoặc là cái này đúng không thời trẻ khi mà tôi xem đấy giải thích cả cái câu này luôn cho các bạn này nó thời trẻ thời còn trẻ tôi còn say mê gì nhớ những cái tơ này thì nó đọc là hoa cai rồi những câu khác cũng vậy nếu như mà các bạn chọn sai như thế nào đó á, nó sẽ giải thích cụ thể hết tất cả các câu cho các bạn về á, là từ vựng ngữ pháp này ừ. và thậm chí là nó có cả bài nghe luôn cơ bài nghe thì á, là các bạn không nghe được ví dụ như là bài nghe như thế này đi các bạn không nghe được thì các bạn có thể xem lại cái phần đáp án của nó phía dưới đây đấy đó bạn nào có quan tâm thì các bạn có thể vào thi thử bài 1 bài 2 bài3 hoàn toàn free à, các bạn muốn thi thêm nữa thì các bạn à, hãy nhớ tới cái à, cái mã hồi này ha nT50 này à, sẽ giúp cho các bạn được giảm giá rất nhiều khi mà muốn nâng cấp lên à, vĩnh viễn à, đó là những gì mà mình có thể à, mình có thể mang lại được cho các bạn đấy và cũng cảm ơn các bạn rất nhiều khi các bạn đã quan tâm tới livestream của mình vĩnh viễn em vĩnh viễn có nghĩa là em tạo một lần là đi suốt cuộc đời rồi đó em chứ nó không phải là thời hạn em vĩnh viễn mà là làm ra sau có thời hạn được em nhỉ rồi ok thế là xong nhá chúng ta sẽ đi vào làm cái bài tiếp là cái bài nghe này nhá cái bài cuối cùng trong môn 3 ba này ở lộn n 3 này thì nó sẽ là gì các bạn Cuối cùng trong N3 này thì nó sẽ là cái dạng đó là người ta nói một câu. Môn đây năm Người ta nói một câu, các bạn sẽ sẽ trả lời lại một câu. Người ta sẽ nói một câu, các bạn sẽ trả lời lại một câu. Và cái mẹo để làm kết tốt cái bài này là gì? Là không chọn cái nào mà người ta đã nói ở trên. Người ta nói ở trên rồi mà các bạn chọn lại là các bạn sai á. Có nghĩa là ví dụ nhé. Ờ, uh, Onamewa mình không hiểu câu đó là gì nhưng mà khi trong câu cái chứ không trong câu trả lời á ủa nam có nó lặp lại cái chữ nam á nó lặp lại câu nói của người ta ở trên á, có nghĩa là câu đó sẽ không bao giờ là câu trả lời ha các bạn à, mình mình ví dụ một cái đơn giản như vậy cho các bạn hình dung thôi à, trong trong bài một lát thì các bạn sẽ nghe rõ hơn rất là nhiều rồi bây giờ á nếu mà các bạn có bút viết đồ như thế nào đấy thì các bạn cứ đem ra nhé à, ghi từ câu 1 cho tới câu 9 rồi xong rồi mình sẽ cho các bạn nghe một lèo luôn giống như đó là khi mà các bạn đi thi thực tế. À, các bạn cứ ghi đáp án của mình nha. đừng đừng bình luận trên đây tại vì từ câu 1 cho tới câu 9 mình không có kiểm tra kịp. Từ 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 một lát mình chúng ta sẽ bình luận sao, ok không? Các bạn có thể not ở đâu đó lại giúp mình à, ghi chú lại ở đâu đó giúp mình ha. Mình sẽ cho các bạn nghe một lèo giống như là các bạn đi thi thực tế vậy đó. Rồi xong rồi mình sẽ sửa bài nhé. N4 có phần này chứ N nào chẳng có N1 vẫn có N nào chẳng có Hôm nay N4 mà Hôm nay N4 thì sau cái phần này Thì sẽ tới N4 nha các bạn Yamada-kun <laughs> các bạn ơi, âm thanh âm thanh ổn không mình đang tắt rồi đó âm thanh ổn không nghe nhá không biết là có ổn hay không nữa <laughs> có ai đang nghe và có thể trả lời cho mình là âm thanh ok không ta ổn đúng không? À Cảm ơn các bạn nghe nhé. Đây. Điều ạ. 山田くん、ポケットから財布が落ちそうだよ。1, 1あほんとだ、ありがとう。2, 2え、落としたの気づかなかった。3財布なくしたの 2番ヤンさん、レポートまだ出してませんよねごめんなさい、それ、ディレクショから、面接で、聞かれそうな質問を考えて、ディレから、想定される面接質,質問です。メンセツから、お願いします。それが、いや、ビンゴンガウン。俺たちの一番い、モシい消えた。 二<教>番。ヤンさん。レポート。まだ出してませんよね。今日中に持ってくるようにね。一。<1. S 2> では。明日出せばいいですか。二。<2. S 2> 今日。必ず出します。 3今日は出さなくてもいいんですね3番明日の卒業式いい天気だといいね。晴れるのよかった。晴れてほしいよね。 3晴れない方がいいの4番森さんの結婚祝い、先輩たちで買われるんですよね。私も参加させてください。1, 1買いたくないんだね。2, 2 僕が参加するの3ああぜひ一緒に5番先輩僕、テニス部をやめようかと思ってるんです1続けることにしたんだね2 やめちゃったの。三。何かあったの。六番。あれ。課長は。中野さん。課長が今、どちらにいらっしゃるか。知ってる。一。あ。さっき。 出かけられましたけど 2, 2課長は知らないと思いますよ3どちらでも良さそうです7番明日の試合心配だな僕試合のたびに緊張でお腹が痛くなるんだ 1, 1初めてなのそれは緊張するね 2, 2今まで一回だけだったんでしょう？大丈夫だよ3そっか毎回なんだ大変だね8番あの 資料に載せるグラフの作り方もう一度教えていただいてもいいでしょうか。1, 1私が作るんですか ?2, 2教えていただけますか ?3 ああ難しかったですか 9番この洗濯機買って20年でしょいつ壊れてもおかしくないよね 1, 1いつ壊れたの ?2 よく壊れないで動いてるよね 3, 3とうとう壊れちゃったんだね Rồi ok, các bạn có viết có chép lại gì chưa? Có hết đáp án từ câu 1 tới câu 9 chưa nhỉ? mình đã mấy mô sơ qua cho các bạn rồi thì uh, bây giờ vô câu một câu một câu mấy ồ oh, có người nào có người yêu thì đổi tên một hai ba ồ oh, oh. ok bây giờ mình đang đi là câu một nha các bạn có hồi nãy có mấy mô chưa giờ mình vô câu một nha 1>, 1番山田くんポケットから財布が落ちそうだよ山田くんポケットから財布が落ちそうだよかばんきゅういってかばんきゅういってかばんきゅういってかばんきゅういって、ね、kun, かばんきゅうい <laughs> ってかばんきゅういってかばんきゅういっかばんきゅういっかばんきゅういってかばんきゅういってかばんきゅういってかばんきゅういってかばんきゅういってかばんきゅういってかばんきゅう Câu 1 không lặp lại âm thanh, có vẻ ổn. Ni. <laughs> Nó lặp lại cái âm với lại otoshita hai cái đó đồng nghĩa với nhau có vẻ như là không ổn rồi ha. San. <laughs> saifu Lặp lại cái từ phụ ở trên, các bạn thấy không? kara saifu da yo. À, nó lặp lại câu ba lặp lại cái từ sai phừ đó là cái ý mình nói với các bạn đó là khi mà các bạn nghe cái đề này á cái nào mà nó lặp lại cái thằng ở trên á đa phần là nó sai à, dành cho bạn nào mà nghe giống như là đi thi mà giống như là vịt nghe sấm ấy các bạn có thể áp dụng cái 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 cách đó ha thì bây giờ mình sẽ giảng lại cho các bạn đó là Yamada kun pocket kara saifu ga ochi <laughs> da yo. Động từ bỏ mát cộng cho so có nghĩa là sắp cái túi, uh, cái ví của bạn nó sắp rơi ra khỏi cái túi rồi kìa. à, đà vố là sắp cái gì đó. Có một, à, hundo ờ thật nhở. đi cảm ơn bạn nha các bắt đầu để túi lưu lại. còn câu hai là gì nhở? Eh, otoshita no otoshita, shita là trong quá khứ rồi. À, đã làm rơi rồi hả <laughs> thì nó là hồi nãy là người ta dùng cái thể là su đại vũ là trong tương lai mà làm sao mình lại trả lời trong quá khứ nha còn câu 3 là sai phụ cứ nổ lại lại dùng thể ta đấy cái này các bạn có thể nghe theo cách đó là nhớ âm thanh ở trên cái nào lặp lại âm thanh đa phần không phải là đáp án cái thứ hai nữa các bạn phải chú ý về cái thể của nó thể rư thể ta Thẻ tương lai hay là thể trong quá khứ nhớ giúp C ha <laughs> rồi tiếp nào chúng ta tới đó là câu hai giang sơn lepo to moda dashima sen sai nè câu 2 này là đáp án đáp án 2 ha các bạn kioa kanalazu dashima hôm nay nhất định em sẽ nào bạn

cối à là chúng ta muốn là nó nó cũng nắng đúng không? Đấy thì câu uh, câu 3 này là đáp án, đáp án 2 nha các bạn. Rồi chúng ta nghe tiếp câu 4 cái nào. Câu 4 các bạn còn nhớ đáp án không? Nãy có uh, có, có chép lại đáp án không? Mori-san no kekkon iwai senpai-tachi de kawareru n desu yo ne. Watashi mo sanka sasete kudasai. 1買いたくないんだね <S 2, 2 <S え僕が参加するの ?3 ああぜひ一緒に私も参加させてください参加させてくださいヒーマーも決定最近ラカムチャティティーワカムチャクダサイラチョフェットランカイイダーチョフェットランカイダーティー cái người đối phương người ta sẽ trả lời bằng một cái giọng nó rất là điềm tĩnh và vui vẻ ha dây hi cái gì đó đúng không là câu câu ba ha các bạn thường thì cái này các bạn sẽ chú ý thêm cái giọng của đối phương nói là như thế nào nữa Ứ, xin tôi cái hỏi lại một lần nữa hỏi lại một lần nữa thường là những cái câu đó là nó sẽ là cái câu sai ha các bạn rồi chúng ta tiếp tới là vì nãy giờ chúng ta gom coi chúng ta có mấy cái mẹo rồi nói giống câu trên có cái từ giống câu trên coi như không phải. Cái thứ hai là giọng điệu của người nói, đúng không? Cái thứ hai là giọng điệu của người nói. Đấy, thì đó là nếu mà người ta hỏi lại một cái giọng nữa, mà hỏi lại một lần nữa thì thế là không phải này. Rồi cái thứ ba nữa là chúng ta phải chú ý đó là cái thì của cái từ. Ví dụ như nó là da, da thì nó sẽ là trong tương lai, còn did star là trong quá khứ và như vậy tha thì nó sẽ trong quá khứ chúng ta phải chú ý về cái phẩy của từ ha các bạn. Đó, đó là những cái bí kíp của cái môn này này ha. Ok chưa nào? Rồi chúng ta tiếp tới câu 6. Ade Kachowa Tanaka-san, Kachowa ima doko ni iru ka wakaru? Eh, sakki dekakeraremashita kedo. À, sakki dekakeraretan desu kedo. Ai, vậy thì câu này thì nó sẽ là câu uh, câu mấy nhỉ? Câu này theo memo của xe là câu 6 là cái đáp án là câu 1 ha. Bạn nào có câu 6. À câu 5, câu xe làm câu 6 còn câu 5 nữa đúng không? Câu 5. Senpai tennis bu yameyou to omotterundes. Senpai tennis bu yameyou to omotterundes. Là thầy ý hướng đúng không? À, là tôi muốn là suy nghĩ làm sao? Dự định là không không tham gia cái câu lạc bộ tennis nữa. Cái senpai mới hỏi lại là Nani kata no? Nani kata no? Câu 5 là câu 3 Nani kata no? Bị sao vậy? Có vấn đề gì hả? Câu 5 là câu 3 ha Rồi Câu 6 thì hồi nãy Em mới nói đó là Kachou Wa wow. Doko ni iru ka wakaru ừ. Saki dekake ra remashita Dùng thể bị động Dành cho kachou Hoặc kính ngữ Rồi chúng ta tới câu 7 Astha Shi ai Asta no shiai là hội hợp đúng không? Bố cửa shiai Shiai Các bạn còn nhớ cái ngữ pháp đó là tabini không coi? Tabini là cái gì? Đó là một trong những cái ngữ pháp Mà nó đặc trưng của N3 luôn Tabini 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 phải là trong lúc ông ơi <laughs> đúng rồi đúng rồi đúng rồi cứ mỗi lần ta bi nhí sensei ơi mấy giờ học anh N4 về ạ à? chū bi ơi hôm nay không học anh N4 em đi ngủ đi nhá ừ. rồi ta bi nhí ta bi nhí là cứ mỗi lần đúng rồi cứ mỗi lần à, cứ mỗi lần như vậy thì onaka gã itakura à, cứ mỗi lần như vậy à, rồi suka so sô so wa quá ta <tôi> hên đà nè mai kai nan đà ta hên đà nè đó thì câu 7 nó sẽ là câu câu ba ha câu 7 thì nó sẽ là câu 3 rồi các bạn nhớ nha Tabi thì ở dưới nó bằng với lại là mai kai, mỗi lần câu 8 ano shiryo ni noseru grafu no nose katta ni tsuite oshiete itadaite mo yoroshii deshou ka ii desu ka oshiete itadaite mo ii desu ka anh có thể dạy cho tôi cái cách mà vẽ grab được không dạy như vậy á à. à. cái anh này anh nói là à so de desu ne cái đó thì nó khó nha à so de muzukashi desu ne câu 8 là câu câu 3 ha rồi câu 9 câu 9 sẽ chép cái gì ta à kono sentaki katte 20 năm でしょ壊れてもおかしくないですね おかしいらいいね。おかしい。壊れてもおかしくないですね。おかしいらいい。おかしくないらいい。どんどおい、おかしいらきらあるおかしいらきら。あおかしいってな、せらきらある ai, à, Osaka là cũng không không có kỳ lạ gì lắm ha, mua một cái máy giặt này hai chục năm rồi, nếu như mà nó có hỏng đi chăng nữa thì nó cũng không có gì lạ hết, đúng không? Rồi ông này ông trả lời bằng cách đó là vô Curnay Tidings ôi cái này nó hoạt động tốt nha tới bây giờ mà vẫn còn hoạt động được tới bây giờ nha ghê thật, đấy à, rồi đó đó câu cuối cùng thì đáp án nó sẽ là câu câu hai hết các bạn. em nghe người nhật hay dùng đó là itada em nhé Thể tê cộng cho itada là muốn nhờ mình cái gì đó nó là cái khiêm nhường ngữ của cái thằng đó là tê morai mắt tê thì em dùng cái tê dùng khiêm nhường ngữ xuống ha, là itada thì tê mắt là chúng ta nhờ vả một ai đó thì nó cũng là nhờ vả ai đó ka? anh có thể giảng cái đó cho tôi được hay không chỉ cho tôi cái đó được hay không rồi có ai đúng hết không nhưng mà mình thấy hồi nãy mình thấy là bạn nào nhỉ có một bạn nào có người yêu thì đổi tên bạn này có vẻ như là đúng khá nhiều ấy. không đúng hết nhưng mà đúng khá nhiều em sai một câu không nghe rõ câu hỏi Hello BT lâu quá không gặp.